do ảnh hưởng của cơn bão số 2 vào chiều tối qua, một cơn lốc xoáy hay còn gọi là vòi rồng đi qua địa bàn xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo ước tính ban đầu đã có 2 người chết, 59 người bị thương, hơn 1.020 ngôi nhà bị tốc mái và đổ sập. Ngay sau khi lốc xoáy đi qua, lãnh đạo thành phố Hải Phòng trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Sau đây là những hình ảnh do các đồng nghiệp của chúng tôi từ Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng vừa truyền về. Đây là hình ảnh của cơn lốc xoáy xảy ra tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Điện mất toàn xã, cây đổ, nhà tốc mái, gạch ngói vương vãi khắp nơi. Đó là hình ảnh sau cơn lốc xoáy đi qua trên địa bàn xã An Lư, huyện Thủy Nguyên. Theo những người dân chứng kiến lốc xoáy cho biết, vào khoảng 17:20 ngày 23 tháng 6, một cơn lốc xoáy có cường độ mạnh tương tự như vòi rồng tràn qua xã An Lư và chỉ sau 10 phút đồng hồ, tất cả chỉ còn lại là đống đổ nát. Lốc xoáy xảy ra quá nhanh và bất ngờ, hầu hết mọi người đều bị động, không có phản ứng gì, nên hậu quả xảy ra rất nghiêm trọng. Cành cây, mái nhà bị tốc mái bay khắp nơi. Theo ước tính ban đầu, có 2 người chết, đó là chị Lê Thị Vui, đang mang thai ở xóm An Thắng, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, bị một cành cây to quật ngã, văng đi vài chục mét, chết ngay trên đường về đến gần nhà, và một bà cụ bị chết đuối. Lốc xoáy cũng làm 59 người khác bị thương, trong đó có 32 người bị thương nặng, phải đi cấp cứu. Lốc xoáy đã làm sập 16 ngôi nhà, làm tốc mái hơn 1.000 ngôi nhà khác, hệ thống điện bị tê liệt hoàn toàn. Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, chính quyền huyện Thủy Nguyên đã huy động toàn bộ lực lượng trên địa bàn đến xã An Lư cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực bị thiệt hại do lốc xoáy gây ra. Cũng ngay trong tối qua, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã kịp thời có mặt chỉ đạo công tác khắc phục, đến thăm chia buồn các gia đình có người thiệt mạng, động viên các gia đình bị thiệt hại do lốc xoáy. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền huyện Thủy Nguyên bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, đảm bảo an ninh trật tự, không để kẻ gian lợi dụng lấy cắp tài sản của nhân dân, bố trí nơi tạm lánh cho những gia đình có nhà bị sập, tập trung triển khai các biện pháp khắc phục những nhà bị tốc mái để người dân sớm ổn định cuộc sống.